Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và video này sẽ là huyền thoại người Bulgari Stoichkov, mùa giải Icon. Với chiều cao 1m78, thể hình trung bình, tiền đạo người Bulgari trong game trông cũng tương đối nhỏ người. Và vì thế mà sự khéo léo và nhanh nhẹn sẽ là điểm nổi bật nhất của ông. Khi xếp đá vị trí ST hay CF, ông cũng khá tích cực chạy chỗ để đón chờ những đường truyền kiến tạo của các tiền vệ dành cho mình. Và nếu hậu vệ đối phương mảy may để ông thoát xuống thì họ sẽ khó lòng mà đuổi kịp tiền đạo từng thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona. Ngoài ra, với tốc độ và sự khéo léo vốn có của ông, cùng với đó là 4 sao kỹ thuật, thì nếu các anh em đang tìm kiếm một cầu thủ có thể khuấy đảo ở hàng lan cánh thì Stoichkov cũng là một sự lựa chọn sáng giá. Sở hữu chỉ số sức mạnh và thăng bằng được trên mức 100, thế nhưng với cân nặng chỉ 73 cân cùng thể hình không phải là quá cao to, thế nên ông thường sẽ bị thất thế ở những pha tông hút trực diện với các CB. Mọi chuyện sẽ khá hơn đôi chút nếu ông đã chạy lên trước cầu thủ đội bạn. Tóm lại, khả năng tranh chấp của ông chỉ ở mức trung bình. Vì thế mà theo mình, vị trí CF chơi phía sau một ST hoặc vị trí tiền đạo cánh sẽ phù hợp hơn với Stoichkov. Ở khâu dứt điểm, Stoichkov sút tốt bằng chân thuận của mình với mọi kiểu. Lực sút chưa phải là quá căng nên các anh em cần kéo lực lên cao. Ngoài ra thì các anh em cũng nên nắng nóng một chút để ông có một cú ra chân thực sự chất lượng, bởi trong những tình huống sút nhanh thì ông thực hiện chưa được tốt lắm. Khả năng sút xoáy cũng là một điểm khá lợi hại của Stoichkov. Dù quỹ đạo bóng không hẳn là quá cong nhưng cũng đủ sự hiểm hóc để hạ gục GK, thế nên ông cũng tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống ngoặt vào trong từ biên rồi ZD. Còn với chân phải 3 sao thì tất nhiên là kém ổn định hơn rất nhiều so với chân còn lại, nhưng không phải hoàn toàn phế, bởi nếu có góc đủ tốt trong vòng cấm thì ông vẫn có thể ghi bàn từ chân không thuận này. Bên cạnh đó, với chiều cao có phần khiêm tốn nên ông gần như không có cơ hội nào trong khả năng không chiến với các trung vệ, trừ khi ông đã chọn sẵn một vị trí đủ tốt. Khả năng ban truyền phối hợp với các vệ tinh xung quanh của Stoichkov nhìn chung là khá tốt. Dù quỹ đạo bóng đi không phải là quá hay nhưng vẫn là đủ dùng cho các anh em sử dụng. Bên cạnh đó, những pha tạt bóng xuôi hay ngược bằng chân thuận của Stoichkov cũng là khá tốt. Quỹ đạo bóng đi cong và khá chính xác, nhưng với chân phải 3 sao thì ông tạt không được tốt bằng. Tổng kết lại, Stoichkov mùa giải Icon sở hữu một tốc độ nhanh cũng như ông khá tích cực chạy chỗ, rê dắt bóng dẻo và khéo, chuyền chọt tạt bóng khá tốt bằng chân thuận, dứt điểm tốt bằng chân trái cả trong lẫn ngoài vòng cấm. Điểm hạn chế của Stoichkov là chân phải chỉ có 3 sao, còn khả năng tranh chấp chỉ ở mức trung bình và thọt đánh đầu do chiều cao khiêm tốn. Và đó là bài review của mình về Stoichkov mùa giải Icon. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhớ ấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.